Kính thưa quý vị, ngồi cạnh Nhân là thí sinh Lệ Đỗ với số báo danh 190. Nhân Trần chào chị Lệ Đỗ. Chào anh. Xin hỏi chị là chị đã đi hát ở đâu chưa? Dạ, thỉnh thoảng thì lại vẫn đi hát những cái tụ điểm của như những cái quán ăn với ông xã. Ai giới thiệu gì đến cái chương trình Giọng Ca Vàng này? Đó là mình coi trên TV rồi cô em ủng hộ. Mình cũng can đảm đi đăng ký đi. Coi TV, nhưng mà chị coi TV về đài gì nè? Đài VTV 55.2. Cảm ơn chị rất là nhiều. Xin chị chia sẻ ngắn gọn cái cảm nghĩ của chị như thế nào về cái chương trình phong phú này? Rất là hay và rất là vui khi mà được tụ họp lại với những anh chị em, mỗi người mỗi giọng. Và cái đó để mà học hỏi giữ lại cái nền văn hóa của người Việt Nam của mình trong 30 năm ở trên xứ Mỹ. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của VTV 55.2. Và thí sinh kế tiếp của chúng ta là thí sinh Đỗ Lệ với số báo danh là 190. Xin thân mời Đỗ Lệ. Lệ gửi lời chào đến quý vị khán giả và giới thiệu nhạc phẩm của Lệ ngày hôm nay. Xin chào quý vị khán giả và chào ban giám khảo. Em tên Lệ Đỗ và em xin hát nhạc phẩm của Trúc Hồ, đó là bài Dòng Sông Kỷ Niệm. Dòng Sông Kỷ Niệm qua tiếng hát của Đỗ Lệ, mời quý vị theo dõi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đổ Lệ với một dòng sông kỷ niệm. Rất êm đềm nhưng mà nghe Đổ Lệ khác cũng muốn lệ đổ, nhớ lại một thuở ấu thơ. Thì lời góp ý đầu tiên dành cho Nguyên Lộc. Chị Lệ, anh phải công nhận là chị có một cái giọng hát nó cũng rất là truyền cảm và đặc biệt là nó mạnh. Mà em không hiểu tại sao mà chị hát càng ngày nó lại càng lạc tông. Lúc đầu chị hát rất là được, rất là truyền đạt. Nhưng mà một khi mà cái nó cao trào lên và chị hát thì càng ngày em nghe nó càng bị lạc tông. Và đây là một sự phải cẩn thận, những người có giọng mạnh hát rất là dễ bị lạc tông. Cho nên chị cẩn thận. Thank you, tại vì có thể mình bị bệnh hơn một tuần nay, thành ra rất là try the best. Dạ, em thông cảm. Và không sao, chị giọng ca mạnh thì từ từ sẽ có thêm kinh nghiệm. Và những lời góp ý tiếp theo từ nữ nghệ sĩ Bạch Hà. Chị Lệ có giọng tốt, phong cách trình diễn của chị cũng rất là tốt. Nếu cái bài này mà chị hát thấp một nửa tông thì chắc là chị sẽ hát hay hơn nhiều. Tại khúc chị lên cao đó, như Nguyên Lộc nói đó, nó cao quá, nhiều khi chị hết hơi hay chị lạc mất cái giọng của chị ha. Và chị để ý cái phần phát âm, nhất là cái phần phát âm có chữ NR và cái phần phát âm không có NR. Ví dụ chữ thoáng nó là thoáng chứ nó không phải là thoáng, hay là mang thì nó là mang, mang một nỗi buồn, mang một dòng sông chứ không thể là man. Đó thì chị để ý mấy cái khúc đó nha. Và những lời góp ý cho Đổ Lệ từ Pha Lê. Pha Lê thì chỉ có một vài điều thôi ha. Chị hãy coi chừng, cái phần trình diễn của chị rất là tự nhiên, rất là tự tin. Nhưng mà chị phải coi chừng khi mà chị cầm cái microphone, chị giác nó lên vai xong rồi chị đợi nhạc thì thấy nó cũng hơi kỳ ha, mình coi cái đó. Actually như đó thôi. Đó cũng là có thể là cái phong cách lãng tử ha chị. Giác microphone lên vai lần đầu tiên đặt nghe cái câu này. Nhất là từ Pha Lê. Và quý vị nào, quý vị khán giả thích tiếng hát của Đổ Lệ thì xin hãy gọi vào số điện thoại 1-888-480-5937 và Đổ Lệ với số báo danh là 190. Xin cảm ơn quý vị và cảm ơn ban giám khảo. 190. Kính thưa quý vị, Nhật Vinh với số báo danh 192. Nhân trần chào anh Nhật Vinh. Hello anh Nhân. Ngày hôm nay anh đến đây với nhạc phẩm Vì Đó Là Em. Đây là một nhạc phẩm rất là hay, của nhạc sĩ nào biết không? Dạ, nhạc sĩ Diệu Hương. Đúng vậy. Tại sao anh chọn bản nhạc này? Em cũng không biết nên chọn bài nào, nhưng mà vì em chỉ biết bài Vì Đó Là Em mới gần đây thôi, cỡ trong vòng một năm, thì em thấy bài rất là hay. Nhạc sĩ Diệu Hương em cũng không có biết nhiều lắm, tại vì em biết được Ngô Thụy Miên, Vũ Thịnh An, Trịnh Công Sơn, Khánh Băng như vậy đó. Nhưng mà khi em biết được là Diệu Hương viết bài này thì em rất là ngạc nhiên và rất là thích cái điệu nhạc của nhạc sĩ Diệu Hương. Nên là em thấy bài Vì Đó Là Em do Quang Dũng hát lần đầu tiên mà em được nghe thì rất là hay, làm cho giống hệt như em muốn được hát thử để xem coi, vì cảm thấy cái lời rất là hay, dễ thương, muốn hát thử để xem coi mình có khiếu được với cái bài này không. Thì em chọn bài này để cho ban giám khảo cũng như cho quý vị khán giả nhận xét. Anh nhắc lại tên nhạc phẩm một lần nữa và nói Pha Lê, anh sẽ hát một bản nhạc Vì Đó Là Em. Pha Lê, hôm nay anh xin hát bài nhạc tặng riêng cho em, Vì Đó Là Em. Mời quý vị theo dõi. Yêu em khi chỉ biết
rồi từ đó tôi yêu em không ngại ngần. Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn. Một ngày lại đến trái tim ta dại khôn. Rồi từng chiều lên dù biết em rồi đi, cho dù biết không chờ chi, nhưng lòng vẫn nghe cuồn si, nghe trong ta quên đi lòng sâu hận. Ta yêu em như chưa được một lần, yêu em vì chỉ biết đó là em. Quý vị khán giả, nhạc phẩm này còn tặng riêng cho Pha Lê. Vậy thì lời góp ý đầu tiên là Pha Lê góp ý gì với Nhật Minh hay không? Nói câu đó em không dám chê luôn. Nói thiệt, cái phần trình diễn này em thấy nó rất là trung bình thôi, nó không có gì nổi bật hết. Em thấy được là anh rất rung khi mà bàn tay của anh nè, với nhiều cách mỗi người họ, khi mà họ rung thì họ rờ nhiều thứ, anh thì anh rờ cái áo. em thấy nó em thấy được là anh đang cố gắng thu hút bằng khuôn mặt của anh, bằng nụ cười. Nhưng mà đối với cái bản nhạc này thì cái cách thu hút đó nó không đúng. Và những lời góp ý từ nữ nghệ sĩ Bạch Hạc. Em có cái ưu điểm, cái chất giọng của em rất là ấm. Nhưng mà có lẽ là vì em run cho nên ban đầu thì em lạc giọng, nhất là khi mà em hát cái điệp khúc đó. Sau đó thì em lạc luôn cái điệu luôn. Tuy nhiên là nhạc sĩ đánh thì cứ đánh, em hát thì em cứ hát. Có lẽ là em chăm chú vào một cái điều gì đó, không chừng em chăm chú vào Pha Lê nhiều quá. Lạc điệu, lạc giọng. Nhưng mà với lại cái phần phát âm của em đó, em phải coi chừng nhá, phải để ý thêm. Ví dụ tim thì nó là tim, trái tim, chứ nó không phải là cái ống tiêm mà tiêm vào người ta. Nghe tim là tim, mà tiêm là tiêm nhá. Và có nhiều chữ khác nữa, nhưng mà nếu mà em nghe lại thì em sẽ thấy là cái phần phát âm nó không có chuẩn, không đúng nhá. Và những lời góp ý từ Nguyên Lộc. Em nghĩ anh Nhật Vinh
hơi bị confused một chút xíu, đặc biệt là hai cái câu để rồi từ đó, ha. Cái câu đầu tiên là để rồi từ đó và câu sau cũng để rồi từ đó, nhưng mà hai cái câu nó, hai cái melody, hai cái nốt nó khác nhau. Và lần đầu tiên anh hát giống như là anh đang hát câu 1 mà anh muốn kèm thêm câu 2 vô nó, cho nên bị lạc giọng cái câu đó. Ngoài ra thì anh phải cần hát thêm nhiều nữa thì anh mới truyền đạt được cái bài này. Nhưng mà có một cái em chúc mừng anh là anh biết khúc ra của bài này. Em thấy nhiều ca sĩ hát mà cứ đi cái vòng lần vòng ngoài mà không biết out cái bài này, mà anh hát anh out được, cho nên rất là tốt. Vậy là tình yêu chưa có mù quáng bởi vì đó là em, nhưng mà vẫn còn tìm được đường mà ra. Kính thưa quý vị, bởi vì hôm nay là vòng sơ kết cuối cùng, do đó chúng tôi có những món quà đặc biệt cho quý vị gọi vào. Bình thường quý vị đã biết là có 10 phần thưởng, mỗi phần là một thẻ điện thoại Việt Nam 100 phút. Mà đặc biệt hôm nay là 10 phần thưởng từ công ty điện thoại Viễn Liên V247, mỗi điện thoại là 101.000 phút của Việt Nam. Và đặc biệt nếu quý vị đã được trúng thưởng rồi, quý vị cũng có cơ hội là một là lấy thẻ điện thoại 1.000 phút, hai là có thể lấy được một cái điện thoại di động từ công ty điện thoại Viễn Liên V247 tài trợ, hai bộ kem Hàn Quốc do viện thẩm mỹ Bích Ngọc tài trợ, và một giải đặc biệt là một Dell notebook do tiệm cà phê So Cafe, tiệm cà phê của những ngôi sao tài trợ. Kính thưa quý vị, bởi vì hôm nay là vòng sơ kết cuối cùng, có những điều đặc biệt, và Đạt mới vừa phát hiện một điều đặc biệt hơn nữa là trong khi các anh chị em chuẩn bị cho chương trình hôm nay đã nhiệt vinh thì bỗng nghe đã từng nghe nữ nghệ sĩ Bạch Hà ngâm thơ, ngâm những câu thơ rất là hay, nhưng mà bữa nay nghe chị ca giọng cổ cải lương. Bởi vì chúng ta đã có một vài tiết mục cải lương rồi, bây giờ không biết là nghệ sĩ Bạch Hạc có thể cất cao mà ngâm giọng cổ cải lương cho tất cả quý vị khán giả một câu được hay không? Bây giờ Bạch Hạc hỏi về Tiến Đạt nè, một là muốn hành hạ cái tai của khán thính giả hay là muốn trả thù chuyện gì đây? Đạt không đồng ý, bởi vì chị rất là khiêm nhường, nhưng mà thật sự nghe chị ngâm vọng cổ cũng rất là truyền cảm. Dạ, hát một câu giọng cổ ha. Dạ, một câu một giọng câu cổ. Trong Võ Đông Sơn Bạch Thu Hà đi ha. Dạ. Để nghe giọng Bắc này mà hát cải lương không biết giọng sao Bắc đây nè. Giọng Bắc mà hát cải lương người miền Nam, miền Tây lắc luôn đó. Rồi. Trời ơi, bởi xa cơ nơi chiến trường thó tiếng, nên Võ Đông Sơn đành chia tay vinh viễn Bạch Thu Hà. Tới đó thôi. Quá ấm, phải không quý vị? Và kính thưa quý vị, nếu mà quý vị yêu thích tiếng hát của nữ nghệ sĩ Bạch Hạc thì xin hãy gọi vào số điện thoại 1888 445 937. Và xin lỗi nữ nghệ sĩ Bạch Hạc không có số báo danh, bởi vì chị đã có giọng hát truyền cảm rồi. Nhưng mà đặc biệt là quý vị thích tiếng hát của Nhật Vinh thì hãy xin gọi vào số điện thoại 1888 480 5937, và số báo danh của Vinh là 192 1912. Xin cảm ơn quý vị.